Mình xin chào anh em, mình giới thiệu anh em một cái bếp ga của hãng Inai, dòng này dòng nút chặn tay. Những người lớn tuổi thì họ lại thích xài cái dòng này hơn. Bếp này thì anh em xài đời 2013, mới cũng khoảng tầm khoảng trên 90%. Trên 90%. Đây. Nó còn khá là mới. Phía dưới này. Cái này là cái lò nướng. Nướng này thì một số anh em nào gia đình chưa xài cái bếp ga Nhật á, khi mà họ nướng cà hay nướng cá họ rất là thích. Tại vì khi cái nồi bếp này nó giữ nhiệt rất là lâu. Nó giữ nhiệt lâu á thì anh em nó giữ nhiệt kín lại thì anh em nướng nó sẽ cá nó sẽ chín đều hơn, nó không bị khô thức ăn của mình. Ở đây thì cái bếp ga này, bếp ga nhỏ này, hai lửa này cho cái bếp bên trên này, bên này là bên đây. Còn bên này là lò nướng này. Và bếp cơ thì anh em dễ xài, hai cục pin đại gắn bên trong bên đây. Bếp này thì khá là mới. Đây anh em xem, anh em nào xài cái này cho người lớn tuổi trong gia đình hay quên thì mình xài sử dụng rất là ok. Tại vì khi mình xài những bếp này thì đánh lửa mình nhắc hoài luôn, nó tiết kiệm ga cho mình sử dụng rất là nhiều. Mình tiết kiệm ga cho mình khoảng 20-30%. Thứ nhất là khi bật lửa mình quên, mình cũng nó tự tắt trong vòng khoảng 2 phút hơn nó tự tắt. Để cái nồi không nó cũng tự tắt. Rồi chiên cá, thí dụ khi mà chiên cá dầu mình nhiều thì nó lửa lớn lên, khi mà lửa dầu cạn thì nó bóp từ, nếu mà cạn nồi luôn, cạn chảo thì tự tắt. Gió thổi ngang qua thì nó cũng tự tắt luôn. Khi nó tắt rồi nó sẽ tự động khóa ga tự động, chứ không phải như cái bếp của Việt Nam mình. Thì một số anh em cứ việc so bị nội cái tác dụng thôi là mình thấy an toàn cho mình sử dụng rất là nhiều. Đây cũng vậy. Đây là 2013. Phía sau này là mình làm cái lưới chuột cho anh em sử dụng, tại vì cái lưới chuột phía dưới này sợ nó cắn điện bên dưới. Rồi xin chào, anh em nào cần thì liên hệ mình.